Sau nhiều năm chạm dài khắp nơi, tiền thuốc thang chữa trị cũng không phải ít. Nhưng rồi bà Lê Thị Long tìm đến thuốc nam như một niềm hy vọng cuối cùng. Ngày nào bà cũng phải sắc ba lần thuốc như vậy. Bà chia sẻ, bà có thể dành cả ngày làm công việc này cũng chẳng sao, miễn là thuốc có tác dụng. Trong lúc sắc thuốc, bà lại chuẩn bị một bài thuốc khác. Với tấm lòng của người mẹ, ai bày cây thuốc gì hay là bà làm. Bà chỉ mong sao con gái của mình không cần phải đau đớn, con được khỏe mạnh trở lại. Cuộc đời chị Lưu Thị Thanh Tươi, con gái bà Long, dường như chưa bao giờ được tươi đẹp như cái tên của chị. Sau cơn sốt khi còn nhỏ, gia đình phát hiện hai chân của chị không đều. Ai cũng nghĩ đó là di chứng của cơn sốt bại liệt. Nhưng không ngờ, bên chân lớn lại là chân bị bệnh. Bác sĩ cho biết chị Tươi mắc căn bệnh lạ, xương bị quá đá. Cứ vài tháng, chân lại xuất hiện những vết hoại tử và phải mổ. Chị Tươi không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu lần như thế. Thời gian gần đây, bệnh ngày càng nặng, thời gian chị nằm viện cũng dài thêm. Các vết hoại tử có nhiều hơn và ăn lên phần cơ thể bên trên. Đã có đề nghị của bác sĩ tháo khớp để chữa trị, nhưng cơ hội lành bệnh cũng không chắc chắn. Thế nên gia đình đã đưa chị về nhà chăm sóc để được gần gũi nhiều hơn. Thấy cũng khổ dữ lắm cô ơi, buồn, rất buồn. Giờ già rồi đâu có muốn con cái mà nó xa cha xa mẹ cô. Mẹ nào cũng vậy, thấy đau khổ lắm cô ơi. Thấy con đau vậy đau xót lắm, ngủ không có được. Ngày đêm ngầm như nước mắt nó khóc luôn đôn hoài, ngủ không được. Cái nấm ruột của mình mà cô, đâu có muốn con mà đi bỏ mình đi đâu. Cho bọn cánh nó vậy thì phải khổ. Phải gì mà nếu mẹ cắt cái gì thì mới thế con được, mới thế. Giờ thấy con đau khổ quá. Cha mẹ chăm sóc mình từ xưa giờ mình chưa hiểu được. Em thấy mình bệnh vậy thôi, mình cũng chẳng muốn hết bệnh để chăm sóc cho mẹ với gia đình riêng nhỏ của em. Nhưng mà số phận thì nó ngược đãi ngược lại với em. Chưa bao giờ cho em cuộc sống đi đứng đành lặng người ta. Lúc nào cũng đau nhất, khi mẹ nhất quá thì em gạt ba mẹ lại nói: mẹ ơi, đau không con? Gọi về lại nói: không mẹ, bình thường không sao. Nhưng mà khóc thì khóc một mình thôi, chồng cũng không dám nói, đau quá. Khi nào mà chịu hết nổi rồi là lên bệnh viện, là bác sĩ nói là hoại tử. Ngoại tử phải mổ, mổ xong rồi về, về đâu được bao lâu là ngoại tử tiếp tục. Em cũng buồn lắm. Mà em lấy trời Phật cho em hết bệnh chứ giờ có thể em nhờ em cũng không biết sao. Em này mơ ước khỏe mạnh hết bệnh để sống bên cạnh gia đình, anh cha mẹ, anh chị em với chồng của em. Tại nhiều lần thì cũng có chồng, cũng mang thai được mấy lần, nhưng mà vậy sức khỏe không cho phép thì cũng không có sanh được. Nó được vài tuần thì nó cũng bỏ em thôi à. Thì em hy vọng cuộc sống em sau này được khỏe mạnh, em cũng được làm người mẹ như người ba người phụ nữ khác. Cha mẹ không có ruộng đất sản xuất, con cái ai cũng tự tìm cho mình công việc để kiếm sống và lo cho gia đình nhỏ. Sự hỗ trợ của anh chị em cho chị Tươi cũng ở giới hạn nhất định. Căn nhà đại đoàn kết được trao tặng cho cha mẹ chị Tươi hơn 10 năm trước, giờ là nơi chị về nương náu và được người thân tiếp thêm sức mạnh vượt qua những cơn đau. Gia đình anh Lưu Thanh Cận là một trong những hộ cận nghèo của xã, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đất sản xuất. Hai vợ chồng lớn tuổi là mất khả năng lao động, chẳng may là cháu tôi nó bị bệnh hiểm nghèo. Cháu tôi á bệnh như thế, còn chồng thì đi làm để có một phần là về chia góp phần là chữa bệnh cho vợ. Tuy là cái cuộc sống cũng hết sức khó khăn đó. Thông qua cái phóng sự chương trình này thì mong rằng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương quan tâm chia sẻ, góp một phần nào để cho gia đình vượt qua khó khăn trong lúc hoạn nạn. Những ngày này trời có chút se lạnh,
cái lạnh của tiết trời càng làm cho chị tôi đau nhức nhiều hơn. Nhưng có lẽ điều làm chị đau hơn cả chính là ước mơ lành bệnh, ước mơ được làm một người mẹ như bao người phụ nữ khác ngày càng quá xa với chị. Quý khán giả thân mến, dù lớn lên với đôi chân không bình thường như những người khác, nhưng chị Lưu Thị Thanh Tươi đã cố gắng vượt qua mặc cảm, vượt qua những trở ngại để đi làm tự nuôi lấy bản thân mình. Chị cũng may mắn có được người chồng yêu thương. Nhưng vì cuộc sống làm công nhân, ở trọ chật vật, bệnh lại ngày càng nặng, nên ba mẹ đã rước chị về chăm sóc. Ba mẹ chị đều lớn tuổi, không làm gì ra tiền. Do vậy, mong muốn trị hết bệnh cho con cũng khó lòng thực hiện được. Chúng tôi hy vọng qua chương trình này, chị Lưu Thị Thanh Tươi sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm để có điều kiện trị bệnh. Để đóng góp giúp cho chị Tươi, xin quý khán giả gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An ở địa chỉ số 3 đường Võ Công Toàn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại 0272 3822 529. Thưa quý khán giả, gần 80 tuổi nhưng hàng ngày ông Dương Văn Đực ở xã Long Thành, huyện Thủ Thừa phải chăm cho vợ từng chén cơm ly nước, đỡ từng bước đi vì bà bị thoát vị đĩa đệm, làm tê liệt, không tự đi lại được. 80 tuổi nhưng ông lại mong sao có người mướn để ông đi làm kiếm tiền lo bữa cơm, than thuốc cho vợ, không muốn làm phiền đến cuộc sống vốn khó nhọc của các con. Hoàn cảnh của ông Dương Văn Đực và bà Nguyễn Thị Tơ đã được phát sóng trong chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo tuần vừa rồi và đã nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm sau. Danh sách ủng hộ bà Nguyễn Thị Tơ, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An phát sóng ngày 2 tháng 12 2020 thoát vị đĩa đệm. Lê Thị Nhung và tập thể công nhân CS Vina 150.000 đồng, gia đình Khoa Dung Khôi 300.000 đồng, Trần Văn Tám, nhà máy xay sát Lạc Thành Bến Lức 200.000 đồng, Lâm Anh chợ Trạm 500.000 đồng, nhóm từ thiện chợ Kinh Nước Mặn Long Hữu Đông 1 triệu đồng, nhóm từ thiện chợ Phường 6 300.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hai Cư Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng, nhóm từ thiện cô Tư Lại Tầm Du 200.000 đồng, Ni Sư An Quệ 50.000 đồng, Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, Thiếm Chính Nhẫn 50.000 đồng, Anh Hùng Bình Tâm 50.000 đồng, Thanh Thủy, Thanh Trúc, Thanh Sơn 500.000 đồng, Úc An Điện Máy Thu Ngân 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mực, Trần Thị Mỹ Trân 700.000 đồng, Bùi Cao Sơn 500.000 đồng, Nguyễn Minh Triết 200.000 đồng, Năm Bé Xuân Thư Ngọc Hiền Tài 400.000 đồng, Anh Đông Công ty Đại Dương 2 triệu đồng, Trần Thị Bận Cầm Đồ 114 100.000 đồng. Chanh Cường Quyên 100.000 đồng, Pia Thanh Sang, Thanh Tùng, Thanh Hiếu 200.000 đồng, Anh Hùng Phân 100.000 đồng, Ga Thủy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị Mi So 100.000 đồng, Gà Rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán Ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, Hai Bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đạt Quang Vinh 50.000 đồng, Châu Đắc Chí 50.000 đồng, Sửa Xe Lộc Phượng Tiền Giang 100.000 đồng, Ánh Hồng 200.000 đồng, Trần Văn Tị 200.000 đồng, Nguyễn Thị Tài 200.000 đồng, Sửa Xe Thanh Hòa 100.000 đồng, Gia đình Anh Hùng Nam Cường 500.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trương Văn Quang, Trương Văn Tiền, Nguyễn Phúc Long, Nguyễn Bảo Anh 1 triệu đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử Hai Chùa Long An Thiên Phước 500.000 đồng, gia đình ông Lương Minh Đáng 3 triệu đồng, gia đình Hồng Nẫm, Hồng Cúc, Hồng Đào 400.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm 200.000 đồng, Lê Công Tâm 100.000 đồng, Lê Thị Hồng Nhung 100.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo 100.000 đồng, bà nội Kim Yên 50.000 đồng, ông bà nội Ngọc Tài 100.000 đồng, gia đình chị Thẩm 100.000 đồng, Nguyễn Cao Ngân Bình, Nguyễn Cao Nguyên, Phạm Văn Nhị 250.000 đồng, bé Nguyễn Quỳnh Ngọc Tâm 100.000 đồng, bà quá cố Bùi Thị Lý 200.000 đồng, chú Tám Hé 100.000 đồng, bà nội Ngọc Tân và anh Dũng 250.000 đồng, sư Minh Huệ 100.000 đồng, Minh Khánh Thiện Chân 100.000 đồng, Quỳnh Tuấn Hòa 50.000 đồng, Nguyễn Văn Kẻ 100.000 đồng, chị Vinh, bếp ăn Windows 50.000 đồng, ban hộ niệm Hoa Sen và Phật tử 200.000 đồng, Trần Hùng Dũng 100.000 đồng, Nguyễn Văn Năm, Phạm Thị Nga, Võ Văn Tư, Thiều Thị Bé, Bé Hiếu 400.000 đồng, Ba Hưng Tư Phương Dì Sáu 200.000 đồng, Trịnh Hữu Phước 100.000 đồng, Trịnh Thị Mỹ Qua 100.000 đồng, Trịnh Thị Mỹ Tiên 50.000 đồng, Quán Quỳnh Qua Tửu 500.000 đồng, Ngọc Oanh 100.000 đồng, Loan Thủy Sản 200.000 đồng.
Như nguyện 50.000 đồng, nhóm từ thiện Dì Mười Nên 3.200.000 đồng, gia đình đoàn Thanh Cảnh 200.000 đồng, Ngọc Sương Thu Hằng Khoa 200.000 đồng, Đức Phương Sửa Xe Quân Sửa Xe Tư Lâm Phú Bột 400.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thạnh Trung 400.000 đồng, chị Lan Anh, Mỹ Linh Quyên Chọn, Hằng Anh Lai, Anh Phước, Tư Hừng, Ngân Thịnh, Duy Linh, chị Mai, Anh Minh, Bé Mơ, chị Hạnh 750.000 đồng. Tìm Hữu Lợi 100.000 đồng, Yến Đồ Chai, Cúc Tàu Hũ 200.000 đồng, Anh Sỏn Rau Cải Đà Lạt, chợ Cũ Tân An 200.000 đồng, chị Nữ Rau Cải, chợ Tân Thạnh 200.000 đồng, mẹ Quốc Thịnh 200.000 đồng, chú Thiếm Ba Lăng, Sea Games, bé Bon Ngọc Quyền 500.000 đồng, Bùi Gia Tiến, Bùi Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Tú Uyên 300.000 đồng, gia đình Anh Ngọc 200.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền 500.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh, Gia Khang 300.000 đồng, Quang Phúc Thúy Hân 100.000 đồng, Tân Tú 100.000 đồng, Tuyết Úc 200.000 đồng, Hồ Phát Đạt 100.000 đồng, gia đình Anh Đức 2.500.000 đồng, chú Xuân chị Hồng 3.000.000 đồng, chú Sáu Chánh 100.000 đồng, bạn xem đài Bình Trung 200.000 đồng, anh Út Phường Năm 100.000 đồng, gia đình anh Dũng 400.000 đồng, Lê Thị Huyền Trang 100.000 đồng, Lan Khải 100.000 đồng, anh Đức 100.000 đồng, bạn xem đài Cần Duộc 100.000 đồng, Nguyễn Ngọc Như Ý 100.000 đồng, Thiên Ân Trí Khang 150.000 đồng, Lê Bá Phương 100.000 đồng, bạn xem đài Phường Năm 100.000 đồng, nhóm từ thiện ngân hàng Sacombank Long An 20 kg gạo, Nguyễn Thị Mỹ Dung 200.000 đồng, Huệ Đức Mỹ Hoa Huệ Hiếu 100.000 đồng, gia đình chú Năm Phê 200.000 đồng, Diệu Bình Huệ Mỹ 200.000 đồng, bà Hồ Thị Miễn Đệ 100.000 đồng, nhóm Sáu Phòng Mẫu Công ty Quảng Việt 250.000 đồng, ông Quá Cố Tám Nhu 50.000 đồng, nhóm Sáu Phòng Mẫu Công ty Quảng Việt 250.000 đồng, chú Năm Sông 50.000 đồng, nhóm từ thiện 106 600.000 đồng, cô Trần Bạch Yến 50.000 đồng, thiện nhân Thiện Nhu 200.000 đồng, gia đình Lý Minh 500.000 đồng, cô Nguyễn Kim Liên, ô tô Quyền 3.000.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân 300.000 đồng, Đặng Minh Sơn 300.000 đồng, Võ Văn Tâm 500.000 đồng, Nguyễn Văn Nhuận 400.000 đồng, gia đình Sáu Nhỏ và bé Quỳnh Anh 250.000 đồng, Mai Lệ Xuân 100.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân 100.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu 100.000 đồng, Qua Nhã Cúc 300.000 đồng, Dương Thị Mai Hạnh, Mai Châu, Mai Thảo, Hữu Nghĩa, Thành Lộc, Minh Rạng, Ngọc Hạnh, Minh Hiền, bà Thái Thị Tiếu và chín bé gồm Đông Bi, Khôi, Anh, Yến, Ngọc, Long, Thư Khải, ấp 5 Phước Đông, Cần Đước 500.000 đồng. Ban hành thiện Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 1.500.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài xã Phước Lại 5.000.000 đồng, tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa 600.000 đồng, bà Trần Thị Được 200.000 đồng, tỉnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng. Nhóm cô Chính Nguyện, cậu Út Diệu Hạnh, Út Thúy, Nam Chuyên, Tuấn Hồ, Bác Phúc, Phượng, Tám Nết, Út Tịch, Dũng Hoang, Bé Ti, Cậu Nhi, Bảy Dê 500.000 đồng. Nguyễn Thị Kiều, Phụ Tùng, Honda, Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Đũa 400.000 đồng. Bà Năm, cô Thích, cô Út Nhái, cô Thu 200.000 đồng. Hai bé quận 12 100.000 đồng. Bà Lê Thị Trầu 100.000 đồng. Hai bé Chí Thiện, Minh Khuê 100.000 đồng. Tổ Phật tử ấp Bình Điện 800.000 đồng. Mắt Kính Tân An 200.000 đồng. Quỳnh Văn Lập 250.000 đồng. Phạm Thị Kim Hiền 100.000 đồng. Bà Út Lưới Bén chợ Tân Trụ 200.000 đồng. Gia đình Hoàng Kim 100.000 đồng. Tiệm vàng Kim Thành Lý 200.000 đồng. Thu Xuân 50.000 đồng, Trần Thị Hồng Dân 50.000 đồng, Nguyễn Ngọc Uyên Thi 100.000 đồng, Kim Quê Úc Đức Ánh Tuyết 150.000 đồng, Lê Văn Vinh 50.000 đồng, chị Phượng Đầu Chai 200.000 đồng, bà Sáu Nhường 200.000 đồng, sư cô Diệu Đức Hoàng Phúc Hoàng Đạt 200.000 đồng, Nguyễn Anh Thoại 100.000 đồng, ni sư Tắc Đức chùa Tôn Dân 100.000 đồng, gia đình ông Nguyễn Mạnh Tường 200.000 đồng, tạp hóa Hồng Đào 100.000 đồng, bé Hoài Anh 100.000 đồng, Nguyễn Thị Quỳnh 200.000 đồng, gia đình cô Lụa 100.000 đồng, nhà trọ Ngọc Nga và ông quá cố Phan Thanh Tân 200.000 đồng, Dương Đức Trung, Lê Thị Thu Nguyệt 200.000 đồng, tổng cộng 40.050.000 đồng và 20 kg gạo. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã giúp đỡ, đồng hành cùng chương trình vượt qua hiểm nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trong thời gian vừa qua. Nếu không may rơi vào hoàn cảnh bệnh tật, không còn khả năng lao động và cần sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, quý vị có thể gửi thư về cho chương trình qua địa chỉ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3, đường Võ Công Toàn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, hoặc chương trình vượt qua hiểm nghèo Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, địa chỉ 125, quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Chương trình tuần này đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 19:55 thứ tư tuần sau.